Xin chào ngày mới cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh của gia đình Hiền. Thì sáng hôm nay như cả nhà có thấy là mấy cây cà thân gỗ của nhà Hiền hôm nay thì thấy ít ra trái. Mà bây giờ thì lại thấy trái chín rồi cả nhà ơi. Đây, trái này với trái này, đây là cà thân gỗ cam hả cả nhà, đây. Thì bên kia là cây cà thân gỗ đỏ, bên này cây cà thân gỗ cam. Thì cây này hồi lúc trước ra ít trái cả nhà, ít trái hơn cây kia. Nhưng mà hả, đợt này cái Hiền thấy quá chừng rồi nè, đang đóng bông, đóng trái rồi nè cả nhà. Cái lúc mà nó ra ít trái chắc tại vì nó chưa có trưởng thành á, chưa có đủ độ tuổi, giờ chịu ra cả nhà ơi. Đây, trong khi mẹ chuẩn bị hái cà thân gỗ thì thấy em bé đang tưới cây cho nên quay cho cả nhà coi. Con quay qua, con xin chào cả nhà. Cười ơi, cười cười. Trời ơi, người ta hôm nay người ta nghiêm túc quá cả nhà. Thì bây giờ thì sẽ quay sơ sơ cái cây cà thân gỗ cam năm nay cho cả nhà xem ha. Đây là cái chùm này là thay chưa gì thì hai trái chín nè, trái này nè. Thì trước khi hái thì sẽ quay sơ sơ cả nhà xem. Trời ơi, năm ngoái thì than sao sao cây này ít trái gì trời. Đó đó cả nhà nhìn nè, trời ơi than hả, bà than hả bà Hiền, giờ người ta ra bông ra trái cho bà coi kìa. Đã quá cả nhà nhìn nè, trời ơi bông khắp nơi hết trơn luôn đó cả nhà thấy không. Đây đây nè cả nhà, đó bên kia chùm bông nữa kìa, đó luôn 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 bên đó 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 cả nhà thấy ở đây không. Đây bông nè, thì mới bị éo quật xịt nước qua. Trời ơi, đã kêu đừng có tưới qua chỗ mẹ mà, ta đang quay phim mà lì. Úi dồi ôi, cả nhà ơi, nhìn mê quá cả nhà ha. Đây, đây ra còn ngoài kia nữa, ngoài kia thì chưa quay đó, chùm chùm trái cả nhà thấy không. Đây, vậy là mấy cà này thật sự rất sai trái cả nhà. Nếu mà nó chưa có trái nhiều là tại vì họ chưa có trưởng chạc, chưa có trưởng thành. Rồi qua tới bên đây ha cả nhà ha. À, cây này là cây cà thân gỗ đỏ mà năm ngoái ra cực kỳ nhiều trái cả nhà nhớ không. Đây thì năm nay cũng bắt đầu dưỡng sức lại. Hôm bữa hổm là bị ui trời mấy trái bên bển quá trời bự kìa, siêu to luôn kìa. Ây ôi, đây nè, mấy trái to to không mà cả nhà ha. Đây thì Hiền cũng thấy ra bông, đây bông cũng nhiều lắm nè cả nhà, cả nhà thấy không. Đây nhóc bông hết trơn luôn nè đó. Hôm trước là bị ông xã Hiền làm cái vườn á, cái có cán qua trúng cái rễ nè, nhưng mà Hiền thấy vẫn ok, thương lắm, vẫn quay lại không thành vấn đề đó cả nhà thấy không, cũng bông nhiều lắm đó. Giờ hứa hẹn là từ từ sẽ ra trái nhiều đây. Rồi giờ Hiền sẽ chuẩn bị hái hai trái này, mời cả nhà hái chung với Hiền. Elwood đừng có tưới ba mẹ please. Rồi hai trái hết cả nhà ha. Qua tới đây là Hiền chuẩn bị mời cả nhà nhổ mấy cái củ này nè cả nhà. Đó, mấy cái củ này nè, củ cải turnip á cả nhà. Đây, mời cả nhà nhổ chung với Hiền. Trời ơi, em tưới nước mà tưới nước cho cây mà em thấy cái độ nguy hiểm quá trời cả nhà. Đây, cái củ này to lắm nè cả nhà. Ui, nó siêu to luôn nè. Ui, bà bự quá bự luôn, đã quá cả nhà. Đây, củ này luôn. Hai củ. Củ nào cũng to hết, củ này thì nhỏ hơn tí. Mình coi củ này coi, cái thì nhổ luôn á cả nhà. À, củ này còn nhỏ cả nhà ơi. Đây củ này thì đoán chắc to nè cả nhà. Đây củ này được nè. Trời ơi, nó giấu diếm ở dưới vậy mà nó còn to hơn củ hồi nãy nữa. Củ này thì nhỏ xíu à. Củ này được chưa nữa. Tại Hiền cũng muốn nhổ để trồng dưa leo vô đây. Muốn trồng dưa leo cho nó leo vô đây nè cả nhà. Đây. Rồi, gì chắc được rồi quá cả nhà. Gì được rồi. Mấy củ còn lại kệ để nó đi. Nó chưa to. Thay cho nó đi. Còn củ này cũng hơi tò mò nè. Nhìn còn nhỏ quá. Thôi, để đó. Đây cả nhà, cắt ra. Cắt nó ra. Củ này to dữ ha. Trời, nó giấu diếm diếm vậy mà nó to hơn mấy củ kia, nó ghê chứ trời. Bởi vậy nhìn trên bề mặt đâu biết được cả nhà. Và đây, cả nhà có thấy gì không cả nhà? Cái này là bắp cải tí hon nè cả nhà. Đây, thì Hiền thấy ở trên nó còn lên bắp, cho nên chắc Hiền không có nỡ nào mà bứng cái cây đi luôn. Tại vì cho nó ra bắp nữa nè, Hiền sẽ để cho nó phát triển tiếp. Còn bây giờ thì Hiền sẽ bứng, sẽ nhổ vài cái bắp cải tí hon chung cả nhà nè. Đây nè cả nhà ơi.
nhìn thấy cưng dễ sợ cả nhà ha. Trời, biết bao lâu mới được mấy cái này vậy trời, biết bao lâu rồi nó mới chịu ra cả nhà. Đó. Mà thích ha, cái lúc thu hoạch cái thấy thích dễ sợ luôn nha. Đây, mấy cái nào nhỏ nhỏ ở trên chắc hàng cũng sẽ chừa lại, thầy nhổ vô xào ăn các kiểu được. Ủa, em đang tưới cái cây á cả nhà, nguy hiểm dễ sợ, em tưới mà em cho nước lên cao quá trời. Này, mấy củ cải quá trời siêu to à. Qua tới đây Hiền thấy có cái trái dừa hấu này Mỹ nó chín này cả nhà. Mất đi paddle ha. Đây cả nhà thấy không? À. Đây, được trái chín ngon quá nè cả nhà ơi. Ủa, hôm trước Hiền hái vài trái to, cái Hiền đem Hiền cho hàng xóm rồi. Hiền ăn trái xong rồi cái hai trái to Hiền để dành cho hàng xóm. Tại vì hàng xóm có mấy bé thì nghĩ chắc cũng thích. Wow, tính bỏ đi rồi đó cả nhà. Nó nhìn qua đây, ủa trái này cũng chín nữa nè. Còn được thêm hai trái nữa cả nhà ơi. Wow, hôm nay cũng được ba trái chín. Ui, mở không được. Đây nè cả nhà ơi, thì mới mở ra xong rồi được thêm hai trái nữa. Dưa hấu Nam Mỹ đây. Ba trái chín. Thích ra cả nhà ha. Giờ nó vô mùa dưa hấu Nam Mỹ em dễ sợ luôn. Mời cả nhà ăn cà thân gỗ chung với Hiền, cũng lâu rồi Hiền không ăn cà thân gỗ. Đây, nó ngọt. Như gì đó baby, nó ngọt cả nhà ơi, nó ngọt hơn cà thân gỗ đỏ. Chú đi, chú đi, con Trinh nè, Trinh nè, còn cắn khúc trong nha, nha, hả? Ngon á. Bỏ đi à? Nó ngon cả nhà. Thơm mà ngọt. Nó cái trái màu vàng á, nó ngọt hơn cái trái màu đỏ. Nó thơm cái mùi lạ lắm. Và nó ngọt, chứ nó không có chua lắm hết cả nhà. Em bé hồi nãy giờ đi siêu quầy. Em bé nãy giờ đi đâu? Con đi đâu? Shop. Cả nhà ơi, giờ mình quay lại mình bẻ tiếp mấy cái bắp cải tí hon này nè cả nhà. Đấy. Còn lại mấy cái kia, cái Hiền sẽ để cho nó phát triển tiếp ha cả nhà ha. Tại vì nó còn lên nè cả nhà ha. Đây, nó còn lên những cái bắp ở trên, múc ở trên gì nè. Nên nếu mà nó vẫn sẽ cho thì Hiền sẽ để. Còn nếu mà từ từ mình thấy nó không cho nữa thì thôi Hiền sẽ nhổ ha. Ở phía dưới nè. Đấy. Hiền tranh thủ ra nhổ mấy cái bông cải nè cả nhà, tranh thủ nó non á, để không thôi cứ quên hoài à. Vì là nó non, cực kỳ non nè. Cái món này là ăn hoài mà không ngán nha cả nhà, món bông cải này nè, bông cải Ý, không biết bên mình chắc Hiền nghĩ chắc có giống chứ sao không. Đó, cả nhà ăn thử cái bông cải này á, xào hay là nhúng lẩu gì cũng ngon hết trơn. Đây. Mình họ ra bông cực kỳ lâu luôn á cả nhà, ra cũng được mấy tháng trời mình ăn á. Ủa, mình tranh thủ mình hái sớm thì nó sẽ non hơn ha cả nhà. Gì nè, đó, gì là non lắm nè. Hey.
Hiện xem kênh thấy có thầy Thích Khải Tuấn này làm những cái video mà ngắn ngắn mà về cái thiền viện, hình như là ở đâu trên núi á. Thấy cũng yên bình lắm cả nhà, nhìn cũng thích lắm. Cuộc sống yên bình. Đây nữa. Đây luôn. Đó. Em quốc em đang ở bên kia. Mình tái máy cái cây để quay phim của mẹ. Này nó đang ra dưới nữa nè. Ra hoài thương như sợ. Gì sao nỡ bỏ. Đây. Thu hoạch sơ sơ cũng được mớ. Hôm nay non èo luôn cả nhà thấy không? Ngon ha. Bên đây là mấy cái củ cải tím á, giống hồi nãy củ cải turnip á, mà Hiền trồng ngoài chậu á cả nhà. Thì giờ chắc Hiền sẽ nhổ. Đây Hiền thấy củ này cũng được rồi nè. Hiền sẽ nhổ ẻm đi. Củ này còn bé. Rồi Hiền sẽ trồng đậu hay gì đó vô đây ha cả nhà ha. Cho dây đậu leo vô. Mai mốt có đậu ăn. Hà hả. Cái củ nào còn bé kệ nó, để lại nuôi nó. Đây, được củ này nữa nè cả nhà. Con nói đi, con đang làm gì đó? Hả? Con đang nghiên cứu gì đó? Hả bá? Cả nhà ơi, thôi hôm nay thì hai mẹ con của Hiền xin kết thúc cái video thu hoạch này ở đây. Hiện là cái nhà phim sao. Chúc cả nhà có một ngày mới thiệt vui. Hy vọng cả nhà sẽ thích, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ tụi mình. Con nói tạm biệt cả nhà. Cười hết. Trời ơi, em quậy kìa.